Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thư sư cho con hỏi, kiếp này con dính vào ma túy, vậy do kiếp trước con đã làm mới bị vậy, nếu con tu bỏ được thì kiếp sau con có dính vào ma túy không? Và nếu không bỏ được thì kiếp sau con dính vào nó nữa không? Và cách từ bỏ trong Phật Pháp chỉ dạy thế nào, mong sư giải thích giúp con. Và tất cả ai bị nghiện, đừng bao giờ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, bởi vì chuyện có sử dụng ma túy hay không là quyết định của mình. Đừng có đổ thừa cho nghiệp nha. Giống như mình đi ăn cướp mà mình nói tôi ăn cướp là tại vì nghiệp, nó không phải. Đó là do quyết định của mình. Việc sử dụng ma túy cũng như vậy. Sư có biết một vị sư lúc trước á, còn là cư sĩ bị nghiện ma túy. Thì khi vị đó xuất gia, vị đó đi xuống một ngôi chùa ở vùng quê và tự nhốt mình ở trong đó và tự cai nghiện sống chứ không cần phải vào trại. Và sau một thời gian thì vị đó đã tự cai nghiện thành công. Cho nên nếu như quý vị có lòng cai nghiện và tu tập thì đó cũng là điều tốt. Và bây giờ vị sư này là một vị sư rất là dễ thương.